Viên kim cương siêu hiếm còn sót lại tại phân khu Ngọc Trai, Vinhome Ocean Park 1, Gia Lâm. Một siêu phẩm đơn lập hội tụ đủ 3 yếu tố. Thứ nhất, view sông rộng đem đến cảm giác thanh bình, sự riêng tư và yên tĩnh tuyệt vời. Thứ hai, hướng nhà đông bắc, đông nam, mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Thứ ba, nằm trong khu VIP khép kín, bảo vệ 24/7, đảm bảo an ninh tuyệt đối. Toàn bộ phân khu Ngọc Trai có 8 căn như vậy, nhưng chỉ duy nhất căn này đang được bán với giá 70 tỷ. Đây là giá siêu tốt, giảm 30% so với năm 2022. Với vị trí ngay chính giữa khu, không quá gần đường lớn, xô bồ bởi tiếng còi xe, nhưng đủ để đi bộ vài bước chân là ra đến khu thể thao phức hợp. Đây là bể bơi, gần sân bóng rổ, sân bóng bàn, tennis, sân chơi trẻ em và chỉ dành riêng cho cư dân Ngọc Trai. Tổng diện tích đất là 295m với phong cách thiết kế Điện Trung Hải. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những chủ nhân ưa thích sự sang trọng, cao cấp nhưng không hề lộ liễu và khoa trương. Đơn lập góc Ngọc Trai được xây 3,5 tầng với diện tích sử dụng cho tầng 1 là 130m². Ngay khi đứng ở đây, Thanh Thủy đã nghĩ đến mỗi buổi tối hè, đón những cơn gió mát, đi dạo dọc bờ sông và câu hát này lại vang lên. Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chị em ơi. Thanh Thủy đang được chủ nhà tin tưởng, độc quyền nhờ tìm khách mong muốn sở hữu siêu phẩm này. Anh chị liên hệ với Thanh Thủy để được đi xem nhà nhé.